Quý vị và khán giả đang xem trên kênh Nhà Đẹp, hôm nay trợ lý Nhà Đẹp NTN muốn gửi tới đến quý vị và khán giả một mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật một tầng hai sảnh. Quý vị nào đang yêu thích cũng như là muốn làm ngôi nhà này, hãy dừng lại video 3 giây để chụp lại màn hình để có thể tự xây. Hoặc cụ thể hơn, quý vị có nhu cầu tham khảo bản vẽ ngôi nhà này cũng xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và quý vị muốn thiết kế mới từ đầu thì cũng xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình ạ. Giờ mời quý vị và khán giả cùng vào tham quan cái 3D bên trong ngôi nhà này cũng như là cái 2D của ngôi nhà này. Đó. Ngôi nhà thì được thiết kế hai sảnh. Đây là khu vực sảnh chính của ngôi nhà. Đó. Và khu vực sảnh phụ của ngôi nhà. Bên trên hệ mái được thiết kế chuồng chim và có hệ thống chớp để tránh chim chuột bay vào trong làm tổ. Và đây phía phần bên trái của ngôi nhà, phía bên tay trái của ngôi nhà này, đó. Ngôi nhà thì được thiết kế theo phong cách hiện đại, đặc biệt là những cái cột sảnh chính cũng như là cái cột già đều được ốp đá để cho ngôi nhà nó nổi bật hơn. Và mặt tiền chính giữa của ngôi nhà đó, dưới chân tường thì được điểm bằng những cái màu đậm hơn để cho ngôi nhà cũng được đẹp hơn đó. Và đây là bên trong 2D bên trong cũng như là không gian bên trong ngôi nhà. Ngôi nhà đang có chiều rộng là 12m5 và chiều sâu của ngôi nhà cũng có diện tích là 12m5. Và phía trước khu vực sảnh phụ phía trước của ngôi nhà thì đang có chiều rộng hẹp hơn một chút, có diện tích là 11m5 quý vị ạ. Bên trong ngôi nhà, khu vực đi từ vào khu vực sảnh chính thì đang có chiều rộng sảnh là 5m8 và chiều sâu của sảnh là 2m2. Đó. Vào đến không gian phòng khách nó được vay mượn sang không gian bếp, không gian chung nội minh đường cũng như là không gian phòng thờ, nó vay mượn lẫn nhau, nó tạo lên một cái không gian rất là thoáng. Và kích thước của phòng khách đang có chiều dài là 8m2 và chiều sâu của phòng khách là 5m2. Đó. Và toàn bộ không gian phòng khách thì đang có diện tích là 43m6. Đó. Tiếp đến là không gian phòng thờ thì đang có chiều dài là 3m6 và chiều sâu của phòng thờ là 1m8, vừa đủ để kê một cái án gian, hai cái nọ lục bình hai bên, và xung quanh sẽ là được lắp bằng những cái vách ngăn CNC bằng gỗ. Đó. Và không gian bếp của ngôi nhà, không gian bếp này đang có chiều rộng bếp là 3m5 và chiều sâu của bếp là 3m7. Toàn bộ không gian bếp đang có kích thước là 13 phải 2 mét vuông. Đó, khu vực vệ sinh số 1 để phục vụ cho phòng ngủ số 4 cũng như là bên vế các phòng bếp, phòng khách có thể sử dụng phòng ngủ vệ sinh số 1. Đó. Và tiếp đến không gian phòng ngủ số 1. Đó. Phòng ngủ số 1 này thì đang có diện tích là 12 mét 5. Và phòng ngủ số 2 thì cũng có kích thước diện tích tổng là 12m5. Phòng ngủ số 3 thì cũng có diện tích là 12m5. Và phía bên 3 phòng ngủ thì sẽ có một vệ sinh nữa là vệ sinh số 2. Vệ sinh số 2 này để phục vụ cho 3 phòng ngủ ở phía bên tay trái của ngôi nhà. Đó. Và sau hai lối vệ sinh thì sẽ có hai cái lối cửa phụ để tạo độ thông thoáng cho ngôi nhà, nó được lưu thế thông khí vào trong ngôi nhà, nó tạo độ thông thoáng hơn. Đó. Và đấy là toàn bộ công năng của mẫu mái Nhật một tầng hai sảnh này. Quý vị nào đang yêu thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình để có thể tự xây, hoặc quý vị có nhu cầu tham khảo bản vẽ xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Đó. Và quý vị nào cũng có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị và khán giả đã xem video tới đây. Video của trợ lý nhà đẹp NTN hay hữu ích, hãy cho mình một nút thích video, một nút đăng ký kênh để mình thường xuyên cập nhật
những mẫu nhà ở khu vực nông thôn về để chia sẻ với quý vị và khán giả. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn quý vị và khán giả ở những video sau.